TV ánh sáng tin mừng với Vĩnh Khoa, Ngọc Hân, Cẩm Tú, Thu Trang, Kim Thạch và anh chị em thực hiện chương trình xin trân trọng và thân ái kính chào quý khán thính giả. Xin kính chúc quý vị được tràn đầy niềm vui và an bình trong Thiên Chúa qua chương trình TV ánh sáng tin mừng. Hôm nay ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2017, theo lịch phụng vụ công giáo Hôm nay Chúa Nhật lễ Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời. Chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng hôm nay gồm các tiết mục sau đây: Lời nguyện đầu giờ, Sứ điệp Tin Mừng, Thánh nhạc phụng ca, Tin tức giáo hội hoàn vũ, tiết mục tìm hiểu sống đạo và sau cùng là phép lành hội thánh. Giờ đây, xin kính mời quý vị cùng hiệp ý với chúng tôi dâng lời nguyện lên Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa Chí Thánh, chúng con thật là hạnh phúc biết bao đã được Chúa ban đấng cứu thế là Đức Giêsu Kitô đến trần gian để cứu chuộc chúng con và còn ban cho chúng con Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa cùng là mẹ của từng người chúng con. Xin giúp chúng con luôn tìm vinh danh Chúa, tạ ơn Chúa suốt cả cuộc đời và biết tha thứ, tỏ tình yêu thương quan tâm đến anh chị em chung quanh, giúp họ nhận ra tình thương yêu của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý anh chị em đang thực hiện chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng, luôn nhiệt tâm phụng sự Chúa trong khiêm nhu và nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên quý khán thính giả đang theo dõi chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng được tràn đầy ơn lành và tình thương yêu của Chúa. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bethlehem và gặp thấy Maria du và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này và tất cả những người nghe đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ. Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ. Khi đã đủ 8 ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên người là giê -xu, tên mà Thiên Thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nếu có dịp dự thánh lễ ban ngày vào ngày Chúa giáng sinh, chúng ta sẽ được nghe bài phúc âm của Thánh Gioan tông đồ trích từ lời tựa nói đến mầu nhiệm cao cả đó là từ muôn thuở ngôi lời vốn hằng ở cùng Thiên Chúa, từ muôn thuở ngôi lời là Thiên Chúa, nhưng nay qua mầu nhiệm nhập thể, ngôi lời ấy đã làm người và ở giữa chúng ta. Và để làm người hầu sống như chúng ta chia sẻ thân phận con người như chúng ta ngôi lời ấy đã được sinh ra bởi một người nữ ngôi lời ấy đã làm con một người nữ và người nữ ấy chính là đức trinh nữ Maria vì được diễm phúc sinh ra Đức Giêsu Kitô còn thiền chúa và cũng là thiền chúa nên đức trinh nữ Maria là mẹ thiền chúa từ những thế kỷ đầu, toàn thể giáo hội đã tin như thế. Tuy nhiên, vào năm 429, tại thành phố Constantinople, dân chúng nghe một bài giảng. Trong đó, vị giảng thuyết nói, đừng ai gọi Maria là mẹ thiên chúa. Maria chỉ là một phụ nữ và đã là một phụ nữ thì không thể sinh ra thiên chúa. Những lời kỳ quạt này đã tạo chấn động lớn nơi tín hữu Constantinople, nhất là khi đạo lý đó lại được chủ trương do một người tên là Nestorius, vị giám mục của họ. Nestorius từ chối gọi Đức Maria là mẹ Thiên Chúa vì ông không tin rằng Thiên Chúa và Chúa Giêsu Kitô là một và cũng là một ngôi vị. Ông chủ trương Thiên Chúa và Chúa Kitô là hai ngôi vị riêng biệt được kết hợp với nhau một cách lạ lùng nhưng tách biệt nhau. Do đó, Chúa Giêsu là con người chỉ bắt đầu hiện hữu do Đức Maria sinh ra, trong khi Đức Kitô Thiên Chúa thì đã có từ trước muôn đời. Cho dù Nestorius có đề cao sự kết hợp mật thiết giữa Đức Kitô con người và Đức Kitô Thiên Chúa đến thế nào đi nữa, thì đối với ông Đức Kitô và Thiên Chúa vẫn là hai ngôi vị khác biệt nhau. Do đó, theo ông, Đức Maria chỉ là mẹ của một con người, hoàn toàn một con người. Ngoài giám mục Nestorius cũng có một linh mục tên là Arius giảng dạy điều nghịch lại với những gì giáo hữu từng tin qua bao nhiêu thế kỷ. Linh mục Arius lý luận rằng Chúa Cha tạo dựng nên Chúa Con vì trong kinh tin kính ta đọc rằng tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô con một Thiên Chúa sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Tuy nhiên một khi Chúa Con được sinh ra bởi Đức Chúa Cha thì Chúa Con không phải là Thiên Chúa. Theo Arius để được gọi là Thiên Chúa thì đấng ấy phải tự hữu không cần được tác sinh. Vậy theo Arius hệ ai thờ phượng Chúa Con có nghĩa là thờ phượng một thiên chúa khác ngoài chúa trà. Từ chỗ đó, hai bè rối Nestorian và Arian này đưa ra nhận định Đức Maria chỉ là mẹ của một con người mang tên giê chứ Đức Maria không phải là mẹ thiên chúa. Những lý luận này nghe thật chói tai đối với người công giáo thời bấy giờ. Lối rao giảng ấy làm cho đức tin Kitô giáo nơi dân chúng bị hoang mang. Do đó, để đối phó kịp thời với bè rối này, hai năm sau, tức là năm 431, các giám mục trong hội thánh Công giáo đồng lòng triệu tập công đồng tại Ephesus đã làm sáng tỏ tất cả những gì thuộc đức tin Kitô giáo trước đó và những gì thuộc đức tin Kitô giáo từ đó trở đi cho đến ngày nay. Các ngài khẳng định Đức Kitô là Thiên Chúa thật và do đó, Thánh Nữ Đồng Trinh cũng là mẹ Thiên Chúa, bởi vì mẹ đã sinh ra thân xác của Ngôi Lời làm người, như Kinh Thánh đã viết rằng Ngôi Lời đã trở nên người phàm. Như vậy, Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Với lời tuyên tín trên, các Kitô hữu không còn hoang mang nữa và đức tin của họ được củng cố. Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật. Trong Tân Ước, Chúa Giêsu được nói đến như là Thiên Chúa và quả thật Ngài được gọi là Thiên Chúa. Ngài được mô tả như một con người đích thực cũng như Ngài được gọi là một người đàn ông. Điều ấy rõ ràng có nghĩa là Ngài là một ngôi vị Thiên Chúa nhưng lại có bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người không phải bản tính thiên chúa trở thành loài người hoặc bản tính loài người trở thành thiên chúa hai bản tính vẫn riêng biệt nhưng kết hợp lại với ngài vì chúng thuộc về cùng một ngôi vị là đức giê Kitô kỳ tổ đức giê được gọi là thiên chúa trong một số đoạn kinh thánh chẳng hạn như sau khi sống lại lúc ngài hiện ra với các tôn đồ và trách tô ma thiếu lòng tin thì ông tô ma thưa ngài lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đơn thuần là Tô Ma muốn tuyên xưng đức tin của ông không hẳn về việc Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, nhưng còn về thần tính trong ngôi vị của Ngài nữa. Trong thư gửi cho ông Tito, Thánh Phaolô gọi Đức Kitô là Thiên Chúa khi Ngài khích lệ các Kitô hữu hãy sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Sở dĩ như vậy, là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi ngày Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa vĩ đại và là đấng cứu độ chúng ta xuất hiện vinh quang. Điểm đáng chú ý là Thánh Phaolô không nói về hai người khác nhau, nhưng ngài muốn nói chỉ duy Đức Kitô mới là Thiên Chúa vĩ đại vừa là đấng cứu độ chúng ta. Thánh Gioan Tông Đồ đã hết sức rõ ràng khi viết rằng chúng ta biết rằng con Thiên Chúa đã đến và ban cho chúng ta trí khôn để biết Thiên Chúa thật và chúng ta ở trong Thiên Chúa thật, ở trong con của người là Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là sự sống đời đời. Trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô viết: Đức Kitô là Thiên Chúa đấng vượt trên mọi sự, chúc tục Ngài đến muôn thủa muôn đời. Amen. Ngoài ra, Thánh Doan còn viết, không có người, tức là không có Chúa Kitô thì chẳng có gì được tạo thành. Như vậy, Chúa Kitô là Thiên Chúa thật, từng hiện hữu và đồng bản tính với Thiên Chúa Cha. Đức Kitô là người thật, tần ước cũng minh chứng rằng Đức Giêsu Kitô đã sống như một người phàm thật sự. Thánh Luca ghi lại bối cảnh này sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Khi gặp các tông đồ, ngài trách họ cứng lòng, sao lại hoảng hốt, sao lòng anh em còn ngờ vực? Hãy nhìn chân tay thầy, chính thầy đây mà, cứ rờ xem mà đâu có xương, có thịt như anh em thấy thầy có đầy. Nói xong, ngài đưa tay chân ra cho các ông xem và ngài ăn miếng cá nướng trước mặt các tông đồ. Đó là những lời nói của một người đã từng bị đóng đinh. Nhưng trước đó, Ngài đã cùng sống, cùng ăn uống và cùng nghỉ ngơi với các tông đồ. Ngài làm việc tại Nazareth. Ngài từng là người qua bóng dáng của một hài nhi được đặt nằm trong máng cỏ. Ngài từng thổn thức trước ngôi mộ của Lazaro. Ngài từng chung vui với đôi tân hôn tại tiệc cưới Cana Ngài từng hỏi các môn đệ, ở đây các con có gì ăn không? Và trong bữa tiệc ly, chính Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ: "Thầy mong mỏi, ước ao ăn lễ vừa qua này với anh em." Trình bày về Đức Giêsu Kitô như là một con người thật, Thánh Phaolô viết cho giáo hữu Philip Phê như sau: Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ trở nên giống phạm nhân sống như người trần thế người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết chết trên cây thập tự chính vì thế Thiên Chúa đã suy tôn người vượt trên mọi danh hiệu để khi nghe danh Đức Giêsu Kitô thì mọi gối phải bái quỳ và mọi môi miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa đúng như vậy đấng là thiên chúa do bản tính thiên chúa của ngài đã trở nên người phàm bằng cách mặc lấy bản tính loài người như chúng ta. Vâng, bấy nhiêu điều ấy cũng đủ để minh chứng rằng Chúa Giêsu cũng là con người thật với sự cảm thông và rất gần gũi với con người. Hôm nay khi cùng với giáo hội hoàng vũ long trọng mừng lễ Đức Maria mẹ thiên chúa và cũng là ngày cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Xin Chúa ban cho mỗi chúng ta luôn ngoan ngoãn vâng theo lời giảng dạy của hội thánh vì hội thánh vừa là mẹ vừa là thầy dạy của chúng ta. Xin Chúa cũng ban hòa bình trên các quốc gia đang sâu xé vì hận thù, chiến tranh và ban cho các sắc tộc biết tôn trọng sự khác biệt của người khác, hầu mọi người sống trong bình an và hiệp nhất. Nguyện xin Chúa tiếp tục thánh hóa mỗi người chúng con. Amen. một giám mục dạy, hãy trông cậy vào hài nhi giê để hàn gánh thế giới đang đổ vỡ. Tin Thánh Địa Đức cha Piazza Pala, giám quản tông tòa của Tòa Thượng Phụ Latin của Jerusalem, cho biết tình trạng tại Thánh Địa rất khó khăn vì chia rẽ. Nhưng cả thế giới cũng không tốt đẹp hơn vì đang trên đà đổ vỡ. Ngài nói, tôi hy vọng là trong năm 2017, chúng ta có thể phục hồi lại thế giới của chúng ta bằng cách xem nhau như anh em. Và để làm được việc đó, hãy nhìn vào Chúa Giêsu hài đồng, vì chính nhờ Ngài mà chúng ta mới có thể xem mọi người như anh em một nhà được. Đức Thánh Cha vừa xác phong một giám mục cho Nam Dương. Tin Nam Dương, hôm 21 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã sắc phong cha Samuel Oton, cha sở của giáo sứ Thánh Francisco Asisi ở Thebes, làm giám mục địa phận Sinh Thang, Nam Dương. Đức cha Oton sinh ngày 12 tháng 12 năm 1954 và sau khi học xong tiểu chủng viện, Ngài đã gia nhập dòng Francisco năm 1977 và theo học đại học chủng viện tại Medan, để lấy bằng triết học và thần học. Ngài đã khấn chọn ngày 18 tháng 7 năm 1982 và được ban chức thánh ngày mùng 1 tháng 1 năm 1984. Đức Thánh Cha đã ân xá Đức ông Vallejo Bauda, tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco giảm án tù cho Đức ông Vallejo Bauda, người bị buộc tội tiết lộ bí mật các văn kiện của Vatican. Đức ông Bauda được trả về địa phận gốc là Astoga, Tây Ban Nha và được đặt dưới sự giám sát của giáo quyền của giáo phận. Một thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cho biết là đức ông đã bị phạt 18 tháng tù và đã bị giam hơn phân nửa thời gian của án lệnh nên được hưởng tự do. Đức thánh cha Francisco ân xá cho đức ông Bauda vì Ngài muốn thực thi lòng thương xót của Chúa Cha. Một lãnh tụ công giáo cho biết tệ nạn buôn người là hậu quả của chiến tranh. Tin Hoa Kỳ, Đức Cha Bernardito Oza, quan sát viên trường trực của Tòa Thánh cạnh cơ quan Liên Hiệp Quốc phát biểu trong hội nghị về việc bảo vệ hòa bình và an ninh rằng yếu tố lớn nhất đã gây ra tệ nạn buôn người là chiến tranh và bạo lực. Đồng thời, Đức cha Uza cũng cho biết tệ nạn buôn người là mối quan tâm lớn nhất của giáo hội công giáo và những người có thiện tâm, dù tôn giáo nào chăng nữa, không thể để cho phụ nữ, con trẻ bị đối xử như những món hàng hóa được dùng để trao đổi. Người Kỳ Giáo mừng sinh nhật tiên tri Mohammed, người Hồi giáo mừng Chúa Giáng sinh. Tin Pakistan Đối thoại liên tôn cũng được nhắc đến trong mùa lễ tại Pakistan với các tu sĩ dòng Francisco tại Lahore ăn mừng ngày sinh nhật của tiên tri Muhammad trong một buổi liên hoan liên tôn giáo tại thành phố Lahore với sự hiện diện của các lãnh tụ Hồi giáo. Nhân dịp này, người Kitô tô giáo và Hồi giáo tặng quà cho nhau. Người ta đọc những đoạn trong kinh Quran cũng như thánh kinh, các lãnh tụ cao cấp hồi giáo địa phương rất phấn khởi trước sáng kiến của dòng Francisco. Thêm một giáo sĩ công giáo bị bắt cóc tại Nigeria. Tin Nigeria. Thêm một linh mục công giáo nữa là cha Jude Onibadi, cha sở của giáo xứ các thánh Phaero và Paulo tại Nigeria đã bị bắt cóc. Theo nguồn tin từ địa phương, thì cha Onibadi bị ba người lạ mặt võ trang bắt cóc trong vườn của cha. Người ta nghi ngờ các thủ phạm là những người chăn dê và mục đích là để đòi tiền chuộc. Ban đầu họ đòi 50 triệu Naira và sau đó hạ xuống còn 20 triệu. Nhưng giáo hội công giáo không bao giờ trả tiền chuộc. Tình trạng khủng hoảng y tế trong nước Sudan, 11 bệnh viện đã đóng cửa. Tin Sudan Hàng chục cơ sở y tế được bảo trợ bởi cơ quan y tế quốc tế có nguy cơ phải đóng cửa vì thiếu ngân khoản điều hành, khiến cho hàng triệu người có nguy cơ bị bệnh truyền nhiễm. Đã có 11 bệnh viện đóng cửa trong các vùng Darfur, Blue Nile và Nam Kordofan, nơi lực lượng chính phủ đã giao tranh với lực lượng phiến loạn của người phi châu khiến một số đông dân chúng phải bỏ xứ ra đi. Việc đóng cửa bệnh viện ảnh hưởng nặng đến công cuộc chủng ngừa hàng trăm ngàn người dân, gồm các phụ nữ đang mang thai và trẻ con. Một cuộc chạy làm nghĩa để phát huy ngày giới trẻ Á Châu, tin Nam Dương, địa phận Semarang trên đảo Java của Nam Dương cho hay sẽ có độ 10.000 người tham dự vào cuộc chạy làm nghĩa trong tỉnh Semarang để phát huy Ngày Giới Trẻ Á Châu lần thứ bảy sẽ nhóm tại Semarang vào năm 2017 tới đây. Cuộc chạy được Tòa Giám mục Semarang tổ chức có rất nhiều người ghi danh, nhưng điều đáng nói là cuộc chạy 5 cây số này đã vượt qua biên giới tôn giáo với các thành viên người Hồi giáo cũng như Công giáo gồm có các linh mục và các nam nữ tu sĩ nữa. Dòng tên tại Ấn Độ đã được phép xây dựng một đại học trong vùng Tây Bengal, tin Ấn Độ. Hôm 12 tháng 12, Quốc hội của Bengal đã cho phép dòng tên được thành lập Đại học Thánh Xavier trong thành phố Newtown, một thành phố nhỏ bên cạnh Calcutta. Trường sẽ mở cửa để đón nhận các sinh viên cho niên khóa 2017-2018. Cha John Raj, hiệu trưởng trường đại học Thánh Xavier trong thành phố Calcutta, là cơ sở đã có sáng kiến thành lập một đại học vệ tinh, đã cảm ơn các dân cử của tiểu bang và nói rằng giờ đây chúng tôi có cơ hội để phục vụ nhiều sinh viên hơn việt nam bị đốc thúc phóng thích một luật sư kitô giáo tranh đấu cho nhân quyền tin sài gòn các vấn đề và khổ ải của một luật sư tranh đấu cho nhân quyền ở việt nam đã được một cơ quan quốc tế phi chính phủ chú ý đặc biệt trong việc diệt xét các chuyến bắt bớ và bỏ tù không có một lý do chính đáng nào của chính quyền cộng sản đối với các nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền. Lực sư Nguyễn Văn Đại hiện nay đang được giới quốc, quốc tế can thiệp để chính quyền Việt Nam phóng thích ông càng sớm càng tốt. Nhưng cho đến nay, Việt Nam vẫn làm phân. Một chiến dịch hứng thú để cất các thiếu nhi lao động ngoài đường phố, tin Colombia. Trong suốt tháng 12 năm 2016, có một loạt các chiến dịch với những chính sách hứng thú để ngăn chặn việc sử dụng các thiếu niên để lao động, với mục đích là cất các em khỏi các công việc ngoài đường phố. Theo một phúc trình của chính phủ, thì có đến một phần mười các em tuổi từ 5 cho đến 17 bị ép buộc lao động trong thành phố Bogota. Ngoài ra, các em bị bắt lao động từ 15 giờ trở lên mỗi ngày. Tuy nhiên, Tình trạng này có khá hơn so với mấy năm trước đây. Những người Kitô hữu tại Orissa thỉnh cầu được bảo vệ trong mùa giáng sinh. Tin Ấn độ, trong mùa giáng sinh, các Kitô hữu Ấn Độ trong tiểu bang Orissa, Ấn Độ là tâm điểm của các cuộc tàn sát người Kitô giáo vào năm 2008 đã kêu gọi để được có một mùa giáng sinh an bình và không có bạo lực. Chà Chandra Sneyak của giáo sứ Đức Mẹ Từ Nhân nói, Chúng tôi muốn được mừng lễ Giáng sinh trong bình an và yên lành và đã đệ một đơn thỉnh cầu đến Sở Cảnh sát địa phương để xin được bảo vệ an ninh cho các giáo dân của mình. Một giáo phận trong nước Việt Nam kêu gọi cứu lũ lụt. Tin Quy Nhơn, địa phận Quy Nhơn miền Trung Việt Nam lên tiếng kêu gọi để được cứu trợ một cách khẩn cấp các nạn nhân lũ lụt trong các tỉnh miền Trung. Những cơn mưa như chút nước từ tháng 10 đến nay đã gây lụt lội trầm trọng cho nhiều địa phương trong 10 tỉnh miền Trung. Cho đến nay đã có 110 người mất mạng hoặc mất tích với hàng trăm người khác bị thương, 316.720 ngôi nhà bị phá hủy và 82.760 mẫu hoa màu bị tàn phá, không kể cầu cống, đường xá, và hạ tầng cơ sở bị hư hại nặng nề. Hội thảo tại Đại Hàn cho biết trừng phạt không phải là giải pháp để người ta hoàn thiện. Tin Đại Hàn Các diễn giả trong cuộc hội thảo do Hội đồng Giám mục Đại Hàn tổ chức tại Hán Thành cho biết là xã hội Đại Hàn sẽ được nhiều thuận lợi hơn nếu chúng ta có nhiều đầu tư và nghiên cứu hơn trong lĩnh vực công lý hoàn thiện, để cả hai nạn nhân và phạm nhân được phục hồi. Do đó, tội ác sẽ bớt đi và xã hội sẽ trong sáng hơn. Mục đích của cuộc hội thảo này nhằm vào việc giúp chính phủ loại bỏ án tử hình. Một giáo sư luật khoa nói, án tử hình chỉ loại được kẻ phạm pháp mà không giúp ích được vấn đề cốt lõi đã gây ra tội ác trong xã hội. Nhiều trái tim đã tan nát khi một bé gái vị thành niên mất mạng trong túp lều định mệnh. Tin Nepal Trưa ngày 17 tháng 12 vừa qua, em Rosani Tiruwa, 15 tuổi, phải đi bộ gần 3 giờ đồng hồ để nhặt các cành cây khô để sưởi ấm trong những đêm đông lạnh. Khi em phải ở trong căn tròi dành cho các phụ nữ khi tới tháng, em Rosani phải ở một mình trong cái tròi bằng đất, không có cửa sổ chật trội và ẩm thấp dành cho các phụ nữ trong thời gian tới tháng tạm trú em phải ở 5 ngày đêm liền trong căn tròi và vì không chịu nổi cái lạnh khắc nghiệt trên miền núi hy mã lạp sơn em đã tử vong Xin thân ái kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em là những khán thính giả của TV Ánh sáng tin mừng và Radio Đức mẹ cứu giúp ngày hôm nay một lần nữa chúng tôi hân hạnh đón tiếp Cha Matthew nguyễn khắc hy đến với chúng ta trong chương trình tìm hiểu sống đạo chúng con xin kính chào cha và ừ. xin cha gửi lời chào đến quý khán thính giả của hai đài. Kính chào cha, kính chào tất cả các anh chị em trong phòng thu âm cũng như thu hình và tất cả khán thính giả của chương trình radio cũng như chương trình TV của nhà giọng Vân. Vâng. Thưa cha, trong thời gian vừa qua thì chúng ta được biết là ở bên Ái Nhĩ Lan, quốc hội đã trưng cầu dân ý và có đến 62% người dân đồng ý hợp thức hóa hôn nhân đồng tính. Vâng. Và mới đây nữa cuối tháng 6 vừa rồi thì chính phủ hoa kỳ cũng đã công nhận hợp thức hóa hôn nhân đồng tính và ừ. đó là những đề tài mà nóng bỏng nhất hiện nay ừ. đối với những người công giáo thao thức biết về sự thật về tín điều của giáo hội cũng như những gì mà giáo hội dạy thì có những quý thính giả gửi những câu hỏi về và ừ. bây giờ con xin mượn cơ hội này để xin cha giải thích cho họ và câu ừ. hỏi đầu tiên đó là họ hỏi rằng giáo hội nói gì về các cặp vợ chồng đồng tính và những người này nhận con nuôi và vai trò của bậc làm cha làm mẹ trong những trường hợp này như thế nào? Vâng, trước hết là nói về luật của giáo hội đối với vấn đề nhận con nuôi thì giáo hội không có cái luật đó. Giáo hội vẫn nói rằng chúng ta sống ở đâu thì lệ thuộc lệ thuộc vào luật địa phương về những quy định nhận uh, con nuôi. Chẳng hạn chúng ta sống ở đất Mỹ hoặc là từng tiểu bang nữa ngay ở trong đất Mỹ hay nếu chúng ta sống ở Việt Nam hoặc ở Âu Châu thì cái luật của địa phương như thế nào về vấn đề nhận con nuôi thì chúng ta theo luật ở đó. Tuy nhiên giáo hội quan tâm rất nhiều về đời sống tinh thần của từng con người. Vì thế câu hỏi của khán thính giả ở đây muốn nói là giáo hội nghĩ gì, nói gì, dạy gì về vấn đề các cặp hôn nhân đồng tính họ nhận con nuôi. Câu trả lời đầu tiên của giáo hội là số 1 giáo hội quan tâm đến đời sống thiêng liêng của con người và vì thế giáo hội nhắm đến quyền lợi, cái mà chúng ta gọi là phúc lợi cho đứa bé. Giáo hội mong muốn rằng mỗi một em bé khi sống sinh ra và sống ở trên đời thì em đó phải được hưởng tất cả những gì gọi là công bằng đó hả, phải được hưởng những gì tốt nhất dành cho đời sống của một con người. Và cứ theo luật định của thiên nhiên thì từ hàng triệu năm nay, một em bé sinh ra có cha có mẹ vì thế điều quan tâm đầu tiên của giáo hội là phúc lợi cho em bé. Giáo hội muốn rằng một em lớn lên ở trong môi trường mà em có thể được sự yêu thương đùm bọc và giáo dục cũng như mẫu mực của một người cha một người mẹ. Nói như thế thì chúng ta cũng hiểu rằng trong một gia đình mà của hai người đồng tính lấy nhau thì em bé lớn lên sẽ thiếu hụt hẳn đi vai trò của một người đàn ông hoặc một người đàn bà ở trong ở trong cuộc sống gia đình. Vì thế đó là cái quan tâm đầu tiên. Cái quan tâm thứ hai của giáo hội là cái đời sống gia đình là cái nôi đầu tiên để giáo dục về trưởng thành nhân bản cũng như về đức tin Vì thế các em lớn lên chúng ta học rất nhiều về cái môi trường chung quanh ha, Nói theo cái kiểu chủ thuyết của ngày xưa thời kỳ mà mới ra cái ngành tâm lý học đó Hoặc là của tự nhiên hoặc là của môi trường Thì cho đến bây giờ người ta kết luận cả hai nó đều có những cái ảnh hưởng rất lớn đối với con người sinh ra tự nhiên một phần nhưng mà cái môi trường, cái văn hóa nó cũng giáo dục và huấn luyện chúng ta trở thành một cái mẫu người quan trọng mà chúng ta trở thành như ngày hôm nay. Vì thế cái phần thứ hai mà giáo hội muốn nhắm tới là trong môi trường của một gia đình hai người đồng tính thì con em sẽ mất mát, sẽ thiếu hụt một vài những cái nhân tố để cho em phát triển một cách bình thường như những em khác. Một số các khoa học gia bây giờ người ta nói rằng có thể điểm đó không hẳn là đúng nói về quan điểm của giáo hội bởi vì họ thấy rằng một số các em khi mà lớn lên thì cũng không khác nhiều với những em khác. Tuy nhiên có một số những cái phản bác cho rằng những kết luận của khoa học về điểm này còn quá sớm để mà nói, bởi vì những cái em mà lớn lên với những cái môi trường của những cặp đồng tính nói cho cùng là trong một khoảng thời gian quá ngắn trong vòng 15 20 năm đổ lại đây thôi, bởi vì trước đó hầu như không có. Cho nên để nói đến cái kết quả này có thể chúng ta cần một thời gian dài hơn. Cho nên để trả lời câu hỏi này đó thì tôi chỉ kết luận như thế này về luật nhận con nuôi thì giáo hội không có luật riêng, tức là chúng ta theo luật của địa phương. Nhưng mà giáo hội tiếc rằng nếu trường hợp <laughs> những cặp đồng tính không nhận con nuôi thì hơn. Thưa bởi vì khi nhận thì quyền lợi không phải là cho cha mẹ mà quyền lợi phúc lợi lớn lên của một em bé, nó thiếu đi những cái mà chúng ta gọi là điều kiện tự nhiên của một em trưởng thành trong một cái môi trường như những cái em bé khác và vì quyền lợi của em bé đó, cho nên thường thường giáo hội nghĩ rằng nếu được thì những cặp đó không nên những con nuôi tì hợp yeah. bởi vì quyền lợi của em bé yeah. cảm ơn cha và phần thứ hai đó là giáo hội dạy gì khi mà việc thụ thai qua trứng hoặc là trứng do một người khác hiến tặng đó thì giáo hội dạy như thế nào về phía cạnh này thưa cha cũng bởi vì là những cặp hôn nhân đồng tính cho nên cho đến bây giờ thì hoặc là hai bà hoặc là hai ông người ta phải xin trứng hoặc là xin tinh trùng của những người hiến tặng để người ta mới có thể có con được. Giáo hội dạy gì? Việc đầu tiên giáo hội dạy rằng nó sai ngay từ đầu. Thứ nhất là cái vấn đề sinh con nó không phải là một sản phẩm là một cái trò chơi, chúng ta sinh ra như là một cái môn chơi một cái con vật chúng ta nuôi cho vui. Con người là một nhân tố tự định đoạt ở trong đó họ có những cái nhân tố riêng của họ, họ có những cái ý định, họ có những cái quyết định, có cái tự do và họ có cái cuộc sống đời sau. Vì thế cho nên nếu chúng ta đến với một con người mà chúng ta để xin trứng hoặc tinh trùng để rồi tạo nên một con người vì cái thỏa mãn niềm vui riêng của mình, vì mình muốn được không có phải bị cô đơn hoặc là mình muốn cái niềm vui riêng, thì đó là cái nguyên nhân đó nó đến từ một nguyên nhân ích kỷ hơn là một nguyên nhân có tính cách vị kỷ vì người khác. Vì thế cho nên ngay từ đầu giáo hội đã chống vấn đề xin trứng hoặc là tinh trùng hiến tặng để mà tạo nên một người con. Bởi vì làm như vậy thì sẽ vắng mặt của người cha hay người mẹ thực sự của đứa bé đó. Việc thứ hai là khi làm như vậy thì bắt buộc sẽ phải làm thủ tinh ở thụ tinh ở trong ống nghiệm. Mà thủ tinh ở trong ống nghiệm thì một lần nữa nó lại đi ngược với tự nhiên. Và vì thế đây là điểm thứ hai giáo hội chống. Điểm thứ ba mà cái về mặt xã hội cho đến bây giờ chúng ta đã gặp một vài những trường hợp đó ở trên đất mỹ cũng như bên, bên âu châu là trong trường hợp hiến tặng trứng cũng như tinh trùng thì có những trường hợp người ta không truy tầm được người cha hoặc người mẹ của những người hiến tặng và vì thế đã có những trường hợp một người một ông chẳng hạn hiến tặng tinh trùng rất là nhiều và cuối cùng nhiều khi chính con ông nó sống cùng trong một thành phố bởi vì không biết ông hiến tặng cho nên cái nhiều bà khác nhau yeah. và biết đâu chính hai đứa con ông mang cùng một cái dòng máu nó lại lấy nhau mà những trường hợp này xảy ra tôi không nói về vấn đề luân lý tôi nói cả ngay về vấn đề tâm sinh lý tức là về vấn đề thể lý của con người thì những người cùng một dòng máu lấy nhau thì cái gen lặn đó nói về phương diện khoa học nó cũng làm cho con người mình yếu đi hoặc là thua thiệt hơn là những người mà khác à, khác dòng tộc với mình đó là một trong những lý do tại sao người ta không cho những người bà con quá thân cận lấy nhau Bởi vì những cái đó nó đem lại nhiều bệnh tật cho con cái Cho nên khi một người hiến tặng mà chúng ta không biết được người đó là ai Thì có thể là nhiều khi năm bảy chục đứa con nó sống gần nhau, nó sống trong cùng một thành phố chúng ta cũng không biết Mà đây là những cái tai họa chắc chắn nó sẽ xảy ra Nếu con người không ngưng làm những cái công việc này Cho nên giáo hội hoàn toàn chống, chống từ đó là chống từ đầu cho đến cuối Bởi vì hoàn toàn nó không có lợi ngoại trừ là ý tưởng của những người này họ muốn có một cái niềm vui khi có con mà niềm vui đó nói cho cùng nó có tính chất ích kỷ bởi vì cho họ hơn là họ nghĩ tới tương lai của những em bé. Yeah. Vâng. Câu hỏi kế tiếp là thưa cha, giáo hội không chấp nhận việc thụ tinh qua ống nghiệm như vâng. cha vừa nói, vâng. nhưng mà nếu bây giờ hai người đồng phái họ đã muốn có con và họ đã xin trứng hoặc là xin tinh trùng và đã cấy để rồi đứa con đó nó được hình thành ừ. vậy thì giáo hội có chấp nhận cái sự sống của em bé đó hay không thưa cha chấp nhận à, tôi nói lại cái trường hợp không nhớ là năm mấy năm 1986 87 tôi không có nhớ rõ nhưng mà khi Đức Giáo Hoàng Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đó ngày qua San Francisco thì thời gian đó San Francisco vẫn nổi tiếng là một trong những thành phố gọi là à, cấp tiến. Thì một nhóm à, những người ủng hộ phong trào của đồng tính luyến ái thời kỳ đó. Yeah. Người ta đã cố tình đem một em bé được thụ thai trong ống nghiệm. Và em bé đó khoảng chừng 6-7 tháng tuổi lúc đó báo chí nó có lên. Và người ta cố tình đem em bé đó đến để gặp Đức giáo Hoàng và xin Ngài chúc lành. Đức Giáo hoàng thì không biết, nhưng mà sau khi Đức Giáo hoàng chúc lành thì nó có một cái bài viết về em bé đó và nói rằng em bé này được công nhận và được chính Đức Giáo hoàng chúc lành bởi vì em cũng là một người được thụ thai từ trong ống nghiệm. Thật sự cái việc làm của họ họ không có nghiên cứu về thần học là bởi vì giáo hội không bao giờ lên án những cái việc đó cái con người của những cái kết quả đó, ý tôi đang nói nếu trường hợp một em bé được thụ thai từ ống nghiệm bởi một trứng hoặc tinh trùng hiến tặng của bất cứ một người nào hay là của những cha mẹ mà trứng và tinh trùng của họ đi mà qua ống nghiệm thì cái phương tiện nó xấu nhưng mà cái kết quả là một con người thì giáo hội vẫn chấp nhận. Nói thì đau khổ. Nhưng mà trong người Việt Nam chúng ta trong thời kỳ vượt biển trốn ra nước ngoài có biết bao nhiêu người bây giờ đó, con cái bây giờ là kết quả của những cái sự hãm hiếp của hải tặc cái phương tiện là một phương tiện hoàn toàn xấu, đó là tôi chưa nói có những cái người mới đây ở bên Brazil có một ông dưỡng gã cũng đã hãm hiếp một em bé mà bây giờ khi em bé đó còn nhỏ, em thì còn nhỏ, em sinh con ra. Cái câu hỏi không phải là chúng ta giết đứa bé, nó là một con người, cái phương tiện nó xấu không có nghĩa là cái kết quả đó cần phải bị tiêu hủy. Vì thế cái phương tiện mà các em thụ thai trong ống nghiệm là một phương tiện xã hội không công nhận nhưng các em vẫn là những con người cũng như là những con người khác mà gọi là hãm hiếp người khác để rồi đem tới cái kết quả thủ thai đây là những cái phương tiện xấu là những phương tiện chúng ta cần lên án bởi vì một cái kết quả nó không đến từ tình yêu tuy nhiên không phải vì như thế mà chúng ta có thể loại bỏ những cái mạng sống và con người này một cách dễ dàng vì thế để trả lời câu hỏi này thì đơn giản là ngay cả các em bé mà thủ thai trong ống nghiệm cái sai là của những người làm cũng giống như cái sai là của những người đi hãm hiếp người khác nhưng mà các em bé vẫn là các em bé trước mặt thiên chúa và à. các em vẫn được giáo hội công nhận như thường dạ. vậy thưa cha xét về mặt mục vụ thì khi một linh mục chánh xứ biết được là em bé này được thụ thai qua ống nghiệm và cha mẹ của em đó đem em tới để xin được rửa tội ừ. thì việc mục vụ như cha nói đó là công nhận có nghĩa là em đó được nhận lãnh phép rửa như những người bình thường khác ừ. phải không thưa cha ờ, đúng nhưng mà xin các kỹ một chút thêm cho khán thính giả hiểu thêm thôi qua cái câu hỏi của cha đối với giáo hội công giáo thì bí tích thanh tẩy chúng ta hay thường gọi là bí tích rửa tội là bí tích căn bản cần thiết nhất cho mọi con người nó cần thiết và căn bản đối với mọi người vì thế chung chung mà nói con nói không có nói những trường hợp đặc biệt chung chung mà nói thì các linh mục không được quyền từ chối khi người ta có ý định thật sự ước ao được muốn rửa tội và ngay cả trong giáo hội chúng ta cũng biết là ngay cả những người không được rửa tội bằng nước mà họ ước ao thì họ cũng được rửa tội ngay cả đối với những các người tử đạo đó ha thì chúng ta gọi là rửa tội bằng máu hoặc là rửa tội bằng lòng ước ao nói đơn giản là đối với giáo hội thì bí tích thanh tẩy bí tích rửa tội là bí tích căn bản cần thiết và chung chung khi không có những điều gì đặc biệt thì các linh mục không có được phép uh, từ chối Tuy nhiên, đối với các cặp cha mẹ, đồng tính cũng như không đồng tính, khi đưa con cái đến rửa tội, thì con muốn trả lời cho khán thính giả biết như thế này. Đức tin của con cái của chúng ta khi đem tới để rửa tội, lệ thuộc vào người đem tới, lệ thuộc vào gia đình, lệ thuộc vào cộng đoàn. Mỗi một ngày khi chúng ta đi lễ, chúng ta vẫn được xin cầu nguyện cho nhau và chúng ta biết mình là các tội nhân. Thì chúng ta đến với Thiên Chúa, chúng ta xin gì? Lại Chúa xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Bởi vì khi chúng ta làm xin cho các em được uh, chịu phép thanh tẩy thì chúng ta nhìn vào đức tin của cộng đoàn, nhìn vào đức tin của ông bà cha mẹ của những người đưa đến. Vì thế cho nên để trả lời câu hỏi này thì nếu trường hợp có một cặp đồng tính, họ hoàn toàn không đi nhà thờ, họ hoàn toàn chống nhà thờ, mà họ chỉ muốn đưa tới với một mục đích thử thách coi thử ông cha có làm bí tích thanh tẩy hay không, thì chúng ta không làm. Cái lý là... do bởi vì không có một ai đứng ra để có thể nuôi dưỡng đức tin cho em này. Nhưng mà cũng có những trường hợp con cái sinh con rồi bỏ. Cuối cùng ông bà nội, ông bà ngoại là những người lo lắng và đem con đến rửa tội thì chúng ta vẫn rửa tội lý do bởi vì cái đức tin của em bé này cho đến bây giờ nhận được là qua yêu cầu cần thiết, khẩn thiết cũng như là qua đức tin của người người làm ông làm bà. Vì thế cho nên trả lời đơn giản là chúng ta không quyền từ chối, không được quyền từ chối tuy nhiên nếu đây chỉ là một cái thách thức mà ngay cả những người đưa con đến rửa tội họ không sống đời kỳ tô hữu họ cũng không sống đức tin mà họ chỉ muốn làm như là một xì căng đang để thách thức thì chúng ta không phải làm bởi vì à. cái việc này nó không đưa đến một cái kết quả gì cả à. còn nếu trường hợp có những người thực sự ước ao muốn con cháu của mình được uh, uh, gia nhập vào giáo hội của Chúa Giêsu Kitô và họ có đức tin, Được những đức tin sống một phần nào đó thôi chứ không phải là đức tin hoàn hảo đâu. Mình cũng phải đức tin, mình cũng chưa có hoàn hảo. Yeah. thì với cái ước ao của họ mình có thể rửa tội được. Cho nên các em mà của các cặp gia đình đồng tính hoặc là các em ở trong tuổi thai ống nghiệm hoặc là khi cha mẹ mà uh, ông bà đã tôi không nói nhiều khi cha mẹ sinh con rồi vất đi nhưng mà nếu ông bà đưa đến và họ muốn thì các linh mục vẫn làm vấn đề rửa tội như thường. Vâng. Yeah thưa cha cái đến đó là uh, linh hồn của em bé cho dẫu là được uh, thụ thai qua ống nghiệm hoặc là uh, được uh, sinh một cách bình thường đó thưa cha thì có từ khi nào thưa cha vâng cái câu hỏi này thì chúng ta phải trở lại một chút về vấn đề triết lý gọi là triết lý uh, um, uh, scalatistic gọi là cái gì quên rồi tiếng việt gọi là um, thời kỳ uh, kinh viện đó hả? Yeah. thánh thomas aquino là một thầy học gia và Ngài dùng triết của Aristotle để trả lời những cái câu hỏi này có tính cách rất là chi tiết. Ví dụ, lúc nào thì con người bắt đầu có linh hồn? Tức là lúc nào, cái giờ nào, 1 giờ, một phút hay là 1 giờ, 2 phút đại khái như vậy hả? Những cái câu hỏi đó cho đến bây giờ giáo hội không còn dùng nữa. Bởi vì trong cuốn giáo lý mới của giáo hội thì sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô ở trong bí tích thánh thể lúc nào thì linh hồn hiện diện ở trong con người nó không còn phân tích theo cái lối lúc 1 giờ 10 phút hay là 1 giờ 11 phút nó không còn mà giáo lý của công giáo lý của công giáo nói như thế này khi mạng sống của con người bắt đầu cái chữ bắt đầu đó nó thuộc chúng ta có thể định nghĩa chữ bắt đầu theo thần học và chúng ta cũng có thể định nghĩa chữ bắt đầu theo uh, theo y khoa hoặc là theo khoa học tùy nếu khoa học nói rằng khi trứng và tinh trùng nó gặp nhau thì có sự sống nhưng mà có người nói rằng chưa, nó gặp nhau nó phải nằm ở trong đó cả 24 tiếng đồng hồ hay là 48 tiếng đồng hồ. Những cái đó nó không thuộc về phạm vi tranh luận của thần học. Phạm vi tranh luận của thần học là như thế này. Khi bắt đầu có sự sống thì con người bắt đầu có linh hồn. Bởi vì sự sống của con người khi con người có sự sống giữa tinh trùng và trứng đó mà tạo nên một mạng sống. Dù nó chỉ là một tế bào nhỏ nhưng lịch sử của con người các hàng triệu năm chứng minh rằng chưa có một tế bào nào từ trứng và tinh trùng của một con người Mà mình để nó kéo dài sau 9 tháng thì nó sinh ra một con chó, con mèo, con heo Chưa bao giờ Cho nên mặc dù nó là một tế bào rất nhỏ Nhưng rồi đây nó sẽ là một con người, đó là điều chắc chắn Vậy thì giáo hội dạy rằng khi có mạng sống, khi cái, cái mầm sống đó bắt đầu có Thì linh hồn bắt đầu có mà linh hồn đó là do chính Thiên Chúa ban cho chứ không phải đến từ bên cha cũng như bên mẹ, cũng phải từ trứng hoặc tinh trùng. Mà mỗi một mạng sống nếu chúng ta nói về thể lý là chúng ta đến từ cha mẹ thì linh hồn đến từ Thiên Chúa. Vì thế để trả lời câu câu hỏi này đã hỏi là linh hồn có từ khi nào thì về phương diện khoa học chúng ta có thể tranh luận nó đến vào lúc là trứng gặp tinh trùng ở bên ngoài hay là vào bên trong một tiếng đồng hồ hay hai tiếng đồng hồ cái đó là về vấn đề khoa học về vấn đề thần học thì chúng ta trả lời như thế này khi mạng sống bắt đầu thì thiên chúa cho mạng sống đó con người đó mạng sống dù rất bé nhỏ nhưng mà đó là mạng sống của một con người có được linh hồn vì thế linh hồn nó bắt đầu từ khi có mạng sống Và yeah. thưa cha khi mà vừa có linh hồn thì giáo hội cũng nói là lúc đó thiên chúa cũng phái một thiên thần bản mệnh đến với linh hồn đó cha có thể nói thêm về cái thằng này không? cái đó thì thật sự trong giáo lý không có nhưng ừ. mà trong truyền thống của giáo hội thì chúng ta tin và chúng ta cũng phải biết nó đến từ đâu ừ. mỗi khi mà nhắc đến thiên thần đó thì chúng ta phải biết đây là truyền thống của dân vùng Mesopotamia tức là bây giờ vùng Ai cập Trung Đông do Thái Iraq cái và đối với người Do Thái nhất là ở Do Thái giáo thì vai trò của thiên thần hết sức quan trọng bởi vì thiên thần cũng tự tự như là những binh lính phải ở trên thiên đàng những người này hoặc là chầu trực ở bên ngôi thiên ngài thiên chúa hoặc là làm cho thiên chúa lính của thiên chúa giống như là trong cái bài hát thánh 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 thì các ngài ca tụng muôn đời đại khái như vậy vì thế vai trò của thiên thần đối với Do Thái giáo cũng như là người ở trong vùng Mesopotamia là những người được thiên chúa sai đi để làm những cái việc gì đó các tổng lãnh thiên thần là những người lớn hơn một chút coi các cái việc khác còn các thiên thần là những người tạm gọi như là những binh lính giống như thiên chúa các đạo binh mà chúng ta vẫn hát ở trong kinh thánh 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 thì những thiên thần là những người được thiên chúa sai đi để làm mà công việc ngài muốn rồi ở trong cái tư tưởng của do thái giáo là mỗi một con người chúng ta đều được Thiên Chúa gửi Thiên Thần đến để mà nâng đỡ. Bởi vì Thiên Chúa không có xuống thế trong cái tư tưởng của Do Thái Giáo. Thiên Chúa không có xuống để đi với mình như Chúa Giêsu đi với mình không có đâu. Thiên Chúa không có xuống thế. Cho nên Thiên Chúa gửi Thiên Thần đến. Và tư tưởng đó nó đi vào trong Kitô Tô Giáo và chúng ta cũng tin như vậy. Bởi vì trong Thánh Vịnh cũng như ở trong các bài đọc chúng ta đọc thánh vịnh cũng như là các bài đọc cầu ước là thiên chúa gửi các thiên thần đến để tay đỡ tay nâng cho chúng ta khỏi phải vấp chân vào đá nếu chúng ta tin tưởng vào thiên chúa thì tất cả mọi việc mình làm thiên thần luôn luôn đến để hỗ trợ với mình ở trong giáo lý công giáo thì sao thưa trong giáo lý công giáo vẫn tiếp tục khai thác cái hình ảnh đó và giáo lý công giáo không có dạy rằng là ồ khi mà làm như vậy rồi thì thiên thần sẽ uh, Chúa sẽ tạo nên thiên thần gửi đến không. Nhưng mà giáo lý công giáo tiếp tục cái truyền thống đó và nói rằng khi chúng ta là con người, chúng ta có linh hồn được Thiên Chúa ban cho thì Thiên Chúa luôn luôn quan tâm săn sóc và cái quan tâm săn sóc đó là khi ngài cho các thiên thần đến để canh giữ để giúp đỡ chúng ta và ngay cả Chúa Giêsu Kitô khi mà ngài ở trong vườn cây dầu hoặc là khi ngài gặp những cái lúc khó khăn thì chúng ta vẫn thấy hình ảnh ở trong cầu ước đưa lại cũng như ở trong tân ước là thiên chúa cha vẫn gửi thiên thần đến bởi vì thiên thần như là những binh lính và cũng là những cái lực đại diện cho thiên chúa đến để giúp đỡ cho chúng ta và ừ. tư tưởng đó vẫn nằm ở trong kitô giáo của chúng ta vâng dạ. và thưa cha trở lại vấn đề mà ừ một hai người đồng phái họ sống chung với nhau đó thì một thời gian sau họ nhận con nuôi rồi bây giờ họ lại chia tay thì thứ cha là một trong hai người đồng phái đó có được cưới đứa con mà trong quá trình họ sống với nhau họ đã nhận làm con nuôi hay không rất là phức tạp câu hỏi của cha rất là phức tạp trước khi trả lời cha với lại các quý quý khán thính giả thì con xin nói như thế này một chút để mà phân tích cho rõ này theo luật của đời cũng như theo luật của giáo hội là nếu có một ông A và bà B, hai người là vợ chồng, nhận một người con nuôi Thì nếu là hai vợ chồng ông A và bà B sau khi đã nhận con nuôi, theo luật đời cũng như theo luật đạo Mà nhất là bây giờ đã mình nói theo luật đạo đi Thì hai ông bà đó hoàn toàn tuyệt đối không được phép lập gia đình với người con nuôi đó Bất cứ lý do gì, bởi vì người đó đã trở thành người con của mình cái câu hỏi của cha nó phức tạp hơn nhiều là bởi vì khi có một cặp đồng tính ở với nhau, nếu trường hợp họ có giấy ở ngoài đời, thì sau khi mà họ ở ngoài đời, tạm gọi ngoài đời gọi là họ vào là vợ chồng. Nhưng mà đối với giáo hội không công nhận, cho nên có những cặp đồng tính, sau khi họ ở với nhau họ nhận một đứa con nuôi, có thể là lớn lên, nó đẹp trai ha. Rồi bây giờ hai người chia tay nhau, rồi cái người mẹ nuôi trước của nó đó, bây giờ chia tay nhau rồi, không ở nữa. Cho nên một người đó muốn lấy đứa con này, thì khi đưa tới mình nói là trước đây bà là cha là mẹ bà không có được uh, lấy thì họ sẽ lấy lý do là không chúng tôi chứ phải là vợ chồng bởi vì giáo hội không công nhận cho nên chúng tôi đâu có vợ chồng chúng tôi đâu có hợp giống như những cái cặp khác đâu vậy thì giáo hội dạy gì thật sự vấn đề này nó đã xảy ra ở đức và giáo hội đức đã trả lời không được và lý do không được là như thế này nhưng mà ở bên cạnh nó còn có một cái footnote nữa không được là bởi vì cho đến bây giờ mặc dầu hai người trước mặt giáo hội không công nhận cái hôn nhân của hai người đồng tính nhưng mà về mặt đời một số các xã hội chẳng hạn như bên Âu Châu như bên Mỹ đây mới như cha mới nói đã hợp thức hóa hôn nhân đồng tính cũng như một số nước ở bên Âu Châu thì cái vai trò của những người đó dù muốn hay không cái hình ảnh của họ là hình ảnh của những người làm cha làm mẹ trong đầu óc của những người này trong những óc của những người con cho nên khi họ nói rằng chúng tôi không phải thật sự là những người làm cha làm mẹ đó là một hình thức ngụy biện bởi vì trước đây họ chính là chàng trai làm mẹ bây giờ khi cái tình yêu nó lên rồi họ nó không bởi vì giáo hội không công nhận hôn nhân thì giáo hội nói rằng mặc dầu về mặt luật pháp về mặt luật giáo luật chúng tôi không công nhận nhưng về mặt luân lý và về mặt tình cảm thì cái cái xã giao hoặc là cái bon tức là cái quan hệ giữa hai người đó đã là quan hệ của những người làm cha mẹ vì thế cho nên giáo hội cấm không được lấy những người con đó trong bất cứ hoàn cảnh nào có một trường hợp rất là khác mà chắc cũng không có dịp nói ở đây. Họ được lấy nhưng mà cái hoàn cảnh nó rất là khác. Cứ trả lời chung chung là như thế này. Nếu đã có nhận làm con nuôi và đã thực sự trên giấy tờ là con nuôi thì những người này hoàn toàn không được lấy. Vâng. Chúng con xin cảm ơn cha rất nhiều đã đến với chúng con ngày hôm nay. Và trước khi kết thúc xin cha thêm một lời nguyện và sau đó cha ban phép làm cho chúng con. Lạy Thiên Chúa là cha toàn năng hằng hữu. Chúa dựng nên chúng con có nam có nữ và cho Chúa mỗi một người chúng con được có gia đình. Đời sống gia đình trong xã hội hiện tại gặp rất nhiều khó khăn. Chúng con cầu xin Chúa ban phúc lành cho tất cả những người làm cha làm mẹ, và cho tất cả các kỳ tô hữu biết sống xứng đáng với ơn gọi. Cho chúng con biết cầu nguyện nhiều, để những người làm cha mẹ biết sống đúng chức năng, và cho con cái biết hiếu thảo. Chúng con cũng cầu xin cho các gia đình công giáo luôn luôn là những gương mẫu tốt để kêu gọi mọi người trở về với Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng xin được kết thúc nơi đây. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả. Xin quý cụ, quý ông bà và quý anh chị em tiếp tục thương yêu, nâng đỡ và yểm trợ cho TV Ánh Sáng Tin Mừng để chúng tôi có phương tiện phát triển chương trình ngày một lan rộng hơn. Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng xin liên lạc về TV Ánh Sáng Tin Mừng 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806 Điện thoại 562-988-7997 Điện thư TV net Quý vị cũng có thể xem lại chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng trên mạng lưới điện toán toàn cầu tvastm.net hoặc vào youtube.com xin kính chúc quý vị được tràn đầy hồng ân thiên chúa và trong vòng tay yêu thương của đức maria mẹ hằng cứu giúp xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới xin thân ái kính chào <laughs>